xấu ơi. Hôm nay khác với lại ngày hôm qua. Hôm qua là em ở Sóc Sơn và hôm nay em ở trong Nghệ An. Hiện tại là em đang có mặt tại xã Minh Hợp. Đúng xã Minh Hợp chị nhỉ? Xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An. Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng dàn cày 5 chảo chuyên đất bãi cho máy Kubota 5018. Những đường cày đầu tiên do cái thời vụ bây giờ là đang chưa có đất, chưa có nhiều đất để test cày. Thôi chết, thế này giờ không muốn lùi được à? Con này của anh giờ xuống rỗng là có khả năng cái chảo đầu phải lên hết tầm. Không nó ăn sâu quá anh ạ. Bà con ở đây chỉ trồng mía là chính, nhưng mà do cái điều kiện là hiện tại bây giờ là đồng ruộng cũng như là các bãi chưa có đất để cày thử anh em ạ. Quá ok. Quá ok đấy anh ạ. Quá ok đấy. Quá ngon. Ngọt sứt. Thế này thì đi cày này thì phải đi môi giới việc. Hôm qua là nắng Hà Nội và bây giờ là nắng Nghệ An. Nắng Nghệ An mặt trời xoay. Anh ơi, khéo phang vào ống nước đấy. Bây giờ là chỉ có một số cái thao tác nhỏ nữa thôi. Ví dụ như là chỉnh đều cho 5 chảo nó ăn đều. Anh đi vừa tầm thôi để em nhìn xem là nó 5 chảo nó ăn đều đất chưa. Để em cần em bổ sung. Năm 2018 kéo dàn cày đất bãi cho máy Kubota dàn cày 5 chảo của cơ khí nông nghiệp Phú Hải đang có mặt. Quá ok các bạn. Cái đấy không cần phải cứ kịch đâu anh ạ. Khi mà mình cua lại xong là mình thẳng máy ra mình lùi lại thôi. Chứ đi kịch đường này ấy, đi đâm kịch thế vậy đau máy lắm. Ba đường hết đất cày rồi. Đấy là anh đã hạ hết thủy lực chưa? Rồi. Có muốn sâu hơn không hay là muốn nông nữa không? Chào 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 năm như thế thôi. Chào năm lưỡi thế thôi. Anh cái thích nào cái mía ấy là bị ứng sâu như này. Vâng. Cái đất mía thì anh có thể anh lắp lên cái lỗ trên cùng. Nhưng mà nếu mà cái tầm đất mà nó như thế này nó xuống là nó xuống ấy chứ không sợ nó không xuống đâu. Phóng viên
Hoàng Long đang tác nghiệp tại Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An. Dàn cày phá lâm tầm trung năm chảo, chuyên đất bãi, ruộng mía. Anh thấy máy nó có bị vả lái không? Máy đi thẳng chưa? Nó có bị nhao đầu sang bên phải không? Thế là ổn rồi, bánh lái thì vậy là chuẩn rồi. Đây, bác chủ máy bỏ tay ra không cần lái luôn các bác nhé. Đấy, thế chính tỏa em đi chỉnh cái bánh lái là cũng rất là ok rồi. Chú thấy ok không chú? Con đánh đất thế nào thì không biết, trên đất này thì thấy ok rồi. Vâng. Dây lưỡi hết tới đất hơn. Vâng. Có cái là mình làm như là lưng cục. Cái dàn này thì chuyên đi cày đất mía, đất trồng mía. Cái là bây giờ đất này nó hơi tơi, mềm. Đi cày thế này lấy tiền của dân nó rễ. Bảo đi cày thế này lấy tiền của dân rễ. Nhà máy có kéo móc không chị? À đây. Có viên gạch bê tông. Có viên gạch bê tông này. Con này có một số cái mắt táo là hơi dơ. Cái này chỉ có lùi lại xong cày thôi. Vâng. Máy to. Nó có cái chậu muối.
xuống cái tay lên nó đất nó vẫn ướt.